Hello, chào bạn. Rồi, rất vui quay lại kênh sao rẻ thì chấm con. Rồi, hôm nay mình có nhận một cái bưu phẩm của một anh gửi về. Đây là anh Chiến ở Hải Dương. Nó ghi gửi trở lại, không biết nó bị sao. Thì hôm nay mình và các bạn sẽ tiến hành tháo cái này, xem ruột bên trong có sản phẩm, sau đó test thử sản phẩm xem lỗi làm sao và đưa ra hướng xử lý tiếp theo cho cái sản phẩm này. Anh ấy gửi về là rất là yên tâm luôn các bạn nhìn này. Bọc như mỗi tội là anh không bọc xốp bên ngoài. Thường thì mình gửi cho các bạn bao giờ mình sẽ có bài bọc xốp. Vì không bọc xốp thì rất là nguy hiểm. Đây là xốp mình bọc này. Anh không bọc xốp thì tỷ lệ hỏng rất là cao bạn nhé. Chú ý. Đây, xem sản phẩm bên trong. Sản phẩm bên trong là một kích 500W bạn nhé. Đây, kích 500W. Để tôi sẽ bóc xem rồi bên trong. Sản phẩm này là kích điện 500W các bạn nhé. Công suất 500W. Đây mình sẽ kẹp cho các bạn xem này. Các bạn chú ý cái đầu này không được kẹp sai nhé. Kẹp sai là sẽ bị hỏng đồ điện các bạn ngay đấy. Đây, đầu đỏ thì sẽ kẹp vào đầu đỏ, còn đây đầu đen sẽ kẹp vào màu đen, dây màu đen như thế này. Rồi, sau đó là cái dây này các bạn sẽ kẹp vào đầu cộng của ắc quy nhé. Dây này các bạn sẽ kẹp vào dây trừ của ắc quy, chú ý không được kẹp nhầm nữa nhé. Úi dồi ôi. Anh này anh không biết làm gì ở trong lỗ lô bộp được các bạn ạ. Mình vừa bật lên các bạn thấy tiếng nổ rất to rồi. Bộp 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 ở trong. Không biết là bị sao rồi. Người chưa có mùi khét. Rất là nguy hiểm đồ này. Đây mình sẽ bật thử lên nhé. Vẫn lên đèn xanh như bình thường này. Thì mình sẽ thử lắp bóng đèn mà xem làm sao. Mình nghĩ là cái máy đang có vấn đề rồi. Không ra điện nữa các bạn nhé. Không biết anh này anh cắm nhầm cái gì vào mà lại bị thế nhỉ. Không ra đầu điện ra rồi. Đang là mất điện đầu ra. Sản phẩm này đang bị tình trạng là cắm điện một cái nhé các bạn nhé. Là nó lô nổ trong mà điện không ra. Đấy, sản phẩm rất là lạ luôn. Cái này thì mình sẽ chia sẻ một buổi sau, có một bài chia sẻ các bạn về cái cách sửa cái con này bị lỗi này. Và sản phẩm đợt này mình có một bộ nâng cấp mới, tức là nâng cấp lên để cho các bạn sử dụng được cái chức năng chống ngược cực. Lắp nhầm ắc quy, lắp nhầm đầu cực cũng sẽ không bị hỏng ắc quy, hỏng cái cục kích này. Đây chính là sản phẩm mình đã chế thêm cái chống ngược cực ắc quy các bạn nhé. Đời mới luôn, rất là ngon. Dùng cái này thì tiện hơn cái bộ đời cũ nhiều. Đây các bạn có thể xem qua nhé. Xem cái bộ này sẽ hơn được bộ cũ cái gì. Đây. Đây mình cho bạn xem luôn nhé. Đây. Đây các bạn nhìn nhé. Đây là đầu cộng đúng không? Đầu trừ này. Đây. Bình thường các bạn chập nhà xong là sẽ cháy cái bộ kích luôn, nhưng với cái sản phẩm này khi các bạn lắp như thêm cái bộ chế này sẽ không bị cháy kích. Đây. Đấy. Mở bấm nút nó mới chạy này. Đây. Chạy luôn nhé. Sáng đèn luôn. Xong. Bây giờ mình sẽ rút ra các bạn xem này. Bạn thấy không? Đấy nha, mình thử luôn này. Cắm ngược sẽ không bị hỏng cục kích như ngày trước. Đây, chạy bình thường nhá. Rất là hay đúng không? Sử dụng bình thường. Cái bộ nâng cấp thì bạn phải tìm lại trang web sao.com sẽ có cái đồ này. Đây. Sẽ có cái bộ nâng cấp cho các bạn xem. Cái này thì các bạn dùng chạy quạt, chạy bóng đèn được, rất là nhiều tính năng. Dùng bóng đèn này, quạt này. Như mình đang là chạy bóng đèn, còn các bạn dùng để sạc điện thoại rồi chạy máy tính, laptop các thứ ấy, lúc mất điện ấy là dùng bộ này đều được. Nhưng mà dùng ít thì mua bộ 5500 rồi, không cần mua bộ 1000 đâu. Ra ngoài rất là dễ luôn.
Đấy, xin cái bộ này. Bộ này thì bị lỗi này thì mình sẽ gửi lại cho anh ý bộ mới thôi là xong. Còn bộ cũ thì sẽ một buổi sau mình chia sẻ bạn cách sửa. Đấy, bởi vì hỏng khá là nặng rồi. Bột nổ trong, đấy, chia sẻ với là cái bài về cái sản phẩm này các bạn sẽ dùng như thế nào. Đấy, thắp sáng, sạc điện thoại. Cái này các bạn có thể sử dụng thêm cái chức năng là lắp vào bình ắc quy ấy, sau đó lắp vào xe máy. Mình các bạn xem clip của mình có clip nói về cái này lắp vào xe máy. Thì xe máy thì nó có điểm là bạn phải lưng cái sạc của xe lên. Dùng sạc cũ thì dòng ra nó hơi thấp thì sạc rất là lâu đầy. Thì như cái này dùng được 1 giờ thì lắp thêm vào xe máy được dùng được 2 giờ là ắc quy nó sẽ hết và sẽ báo dừng, không cho sử dụng nữa. Đấy chính là điểm khác biệt một chút, bạn phải chú ý cái này. Rồi, cảm ơn các bạn với mình nhé. Đấy, quay mình chia sẻ một chút về cái bộ Shure 500W. Rồi, bye bye, các bạn theo clip mình.